Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 1 tháng 10, giờ này cũng tối rồi, gần 10 giờ tối rồi cả nhà. Em muốn chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, sức khỏe, bình an ha. Và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Quay trở lại với cái video này thì em xin phép chia sẻ và cập nhật những thông tin mà cô chú anh chị và các bạn mình đang quan tâm ha cả nhà. Nói về anh Bốn Sòn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Cả nhà mình cũng biết rồi. À, mấy ngày hôm nay rần rần trên không gian mạng á, đồn đoán là anh Bốn Sòn đi hai hàng, anh Bốn Sòn quay xe. Vậy thì thật hư như thế nào của chú anh chị và các bạn? À, anh Bốn Sòn có lên livestream nói rằng á, là không có làm hại Hồng Loan và cũng như là khẳng định là không có quay xe và cũng như là không có làm gì với Chini hết, hai người vẫn vui vẻ ha, và cũng như không phải là lính của Lê Lê và Vũ Lê đó. Cả nhà thấy không, trên cái livestream thì cái livestream đó không, thật sự là những lời nói không thuyết phục đúng không cô chú anh chị? Mọi người thấy là không thuyết phục nè. Đó, cái thứ hai là khi Bốn Sòn gặp heo tài xanh thì Bốn Sòn trên đường live đó thì Bốn Sòn có livestream. Có livestream nhưng tới khi mà vào tới quán nước thì Bốn Sòn có gặp heo tài xanh, sau đó thì tắt live. Thì cái live đó làm cho cô chú anh chị mình càng nghi ngờ hơn là Bốn Sòn quay xe hay là đi hai hàng hay là đang diễn hay là như thế nào của chú anh chị, vẫn chưa biết được thật hư như thế nào đúng không cả nhà. Đó, ảnh làm, ảnh làm, ảnh hành động nhưng ảnh không cho mọi người biết, vậy thì làm sao người ta biết được như thế nào? Rồi sau đó anh về anh kể lại thì ai mà tin đúng không cô chú anh chị? Phải như anh không ghi hình nhưng anh có một cái đoạn hội thoại, một cái cuộc livestream mà bằng tiếng thôi cũng được nữa, trực tiếp bằng tiếng thôi cũng được nữa, anh cứ thả cái máy, anh úp cái máy xuống rồi để nghe bằng tiếng thôi cũng được, nhưng không có. Trên không gian mạng tới bây giờ thì vẫn chưa có một cái đoạn nói chuyện nào của anh Bốn Sòn và heo tay xanh cả. Đúng không cô chú anh chị? Đó, thì em từ trước tới giờ em chưa bao giờ tấn công và công kích về cái chị ơ, về vấn đề mà cái thai gì đó thì em không bao giờ em nói, tại vì em biết cái vấn đề đó là không nên nói. Và tại vì người phụ nữ mà cả nhà, khi mà người ta có cái đó thì khi mà mất đi á rất là buồn, thì em không bao giờ em đụng chạm cái đó và em cũng như không bao giờ em chùi dập cái đó. Em chỉ nói về anh Bốn Sòn về vấn đề là anh đến với Hồng Loan là vì cái gì. Mọi người cho rằng anh Bốn Sòn là không có hại Hồng Loan nhưng có hại Hồng Ni không cô chú anh chị, thì cái điều đó thì không ai biết được. Khi mà sự việc xảy ra rồi á thì ai cũng cho mình là đúng, ai cũng cho rằng là mình đúng. Và anh Bốn Sòn đến Hồng Loan là cái gì, vì cái gì, có phải vì bản thân anh ta không cả nhà? Từ trước giờ anh ta không có bao giờ lên tiếng cả, anh ta cho rằng lên tiếng ồn ào, anh ta không muốn tranh luận, anh ta chỉ đến bên Hồng Loan để ủng hộ Hồng Loan, bảo vệ Hồng Loan. Vậy thì hỏi một câu, anh ta bảo vệ cái gì, đến ủng hộ cái gì? Từ trước tới giờ ảnh chỉ đi theo Hồng Loan và cứ viết theo Hồng Loan từ cái show, cái chậu hoặc là khai trương những cái shop phun xăm của anh mà thôi. Anh ủng hộ Hồng Loan chỗ nào, anh ủng hộ Hồng Loan ngay chỗ nào, anh đi theo Hồng Loan thì có những cái ghi nhận. Thật sự em đã từng khen anh, em đã từng khen anh là anh đi theo Hồng Loan, nhìn ngó theo dõi Hồng Loan và làm những cái việc mà bảo vệ Hồng Loan có. Nhưng anh có lên tiếng được cái gì khi trong khi Hồng Loan bị người ta gọi là nói này nói kia, rất là nhiều người lên tiếng ủng hộ, thậm chí những YouTube YouTube hoàng như tụi em còn dám lên tiếng, còn dám lên tiếng để ủng hộ Hồng Loan. Nhưng còn anh thì sao, anh cứ im lặng, mãi mãi là im lặng, không bao giờ anh nói một câu nào. Anh chỉ lên livestream phun xăm, livestream bán sòn. Cô chú anh chị cũng thấy rồi, anh đâu có nói gì đâu. Và chị Ni gặp nạn thì sao, anh lại ẵng chị Ni về thì sao, anh lại hiện lên những cái hình ảnh đúng không cả nhà? Đó là những cái gì mà cộng đồng mạng đã nhìn thấy được. Và bên cạnh đó thì cái clip vừa rồi anh cho rằng đó là clip cũ, ok đó là clip cũ, nhưng clip cũ đó Le Le đã cũng đã nói rằng là Le Le và anh là người anh chị quen nhau, người xã hội, bạn xã hội đúng không cả nhà? Lê Lê cũng khẳng định mà là xã hội. Cái clip đó từ khi mà Lê Lê đến phun xăm thẩm mỹ ở đường Cù Lao, ok đường Cù Lao, thì lúc đó Lê Lê đã quay xe chưa? Lê Lê đã nói Hồng Loan cho cô chú anh chị, đã nói rồi ha, Lê Lê đã chửi Hồng Loan rồi và cũng nói Hồng Loan vô ơn rồi. Và nhưng Bốn Sòn thì vẫn Bốn Sòn thì vẫn gọi là qua lại với Lê Lê. Sau này thì Vũ Lê lại bắt đầu tiếp tục quay xe. Vậy thì cô chú anh chị mình nghĩ đi, nghĩ đi cô chú anh chị. Cái này thì em không thể nào nói được ha, vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà thôi.
đó. Thì sau cái livestream của chị vợ của anh Bốn Soạn và anh Bốn Soạn, chị vợ thì cũng có khóc rất là nhiều, em thấy cũng rất là thương vì phía bên những con lăng quăng, những cái con dê con, những trái sồi thúi nó nói chị rất là nhiều và nó đem những cái nỗi đau của chị ra để nó công kích, nó tấn công nó. Thì thật sự những con le le, những cái con sồi thúi và những cái gọi là con dê con đó, nó quá là ác khi mà nó đem ra cái đó. Đối với em thì em không bao giờ đem cái sự việc mà nỗi đau của người phụ nữ, đặc biệt là của chị vợ của anh Bốn Sòn ra để em nói. Em không bao giờ em tấn công về cái vụ đó, nhưng em sẽ nói về cái vấn đề anh đến với Hồng Loan vì cái gì. À, có phải vì lợi ích cho bản thân của anh hay không? Cái nào anh có lợi thì anh làm, đúng không cả nhà? Có lợi thì anh làm, anh lên tiếng. Cái lúc mà cần anh lên tiếng thì anh không lên tiếng, những lúc không cần anh lên tiếng thì anh lại đi làm, mà anh làm thì không đến nơi đến chốn, rõ ràng là như vậy ha cô chú anh chị. Còn những cái vấn đề mà anh thề anh thốt gì đó, đó là tự nhiên anh thề anh thốt thôi, chứ không có ai ép buộc anh cả, đâu có ai kêu anh thề đâu, tự nhiên anh thề anh đòi đâm gì đó thì ok, cái đó là cái việc của anh. Nhưng mà thì em có một cái lời khuyên như thế này nè, mình nói thì nói vậy thôi, đâm gì ở đây á, thì chẳng qua là mình dùng cái ngôn từ, nhưng dùng những cái lý lẽ để mình chia sẻ thôi. Ví dụ mình không chơi chung được với nhau thì mình đi thôi, đâm gì mà đâm ha. Em nghĩ là không cần thiết phải làm những cái vụ việc đó đâu, em thấy là nó quá là bình thường, chuyện nó bình thường lắm, không cần phải làm những vụ việc đó đâu. Còn một cái sự việc nữa, cô chú anh chị mình cứ nhìn thẳng vào vấn đề và chúng ta hãy nhìn nhận rằng nếu anh Bốn Sòn đúng, nếu anh Bốn Sòn thật sự là không có đi hai hàng và cũng như là không có quay xe. À, vấn đề quay xe thì em chưa thấy là quay xe, nhưng anh Bốn Sòn có đi hai hàng không? Tại sao đến giờ phút này mọi người tấn công anh Bốn Sòn rất là nhiều, nhưng Hồng Loan, Linh Tý, Bích Trâm và cũng như là chị Ni không lên nói tiếng nào, không binh vực một tiếng nào, và cũng như là trong tem những người yêu thương đó, tới bây giờ thì vẫn chưa có một tiếng động thái nào là binh vực anh Bốn Sòn hết. Bây giờ anh Bốn Sòn là do tự anh gây ra và cũng như là anh phải tự cứu lấy bản thân của mình, đúng không cả nhà? Bây giờ nếu thật sự mà anh Bốn Sòn làm sao mà gặp Ni, gặp Loan, gặp Linh Tý, Bích Trâm hay là gặp những người trong yêu thương, vì yêu thương đó và cũng như là tem không quay xe đó, những anh chị đó đó, anh giải quyết làm sao? Thì mà làm sao cho Hồng Loan, Hồng Ni lên tiếng, ừ mọi người ơi, anh Bốn Sòn rất là tốt, anh mọi người đừng có bem anh Bốn Sòn nữa, đừng tấn công anh Bốn Sòn nữa, ví dụ vậy. Thì em sẵn sàng em xin lỗi anh Bốn Sòn liền cô chú anh chị, em lên mạng em sẵn sàng em xin lỗi liền. À, em không có ăn tiền anh Bốn Sòn đồng nào hết trơn á, bởi vì em cứ thẳng thắn mà nói và cũng như là cứ đường thẳng mà đi thôi cô chú anh chị. Còn ai mà làm gì đó không dám lên tiếng thì thôi kệ, kệ người ta. Còn một cái sự việc này em muốn kể cho cô chú anh chị mình nghe và cũng muốn chia sẻ luôn. Em biết rất là nhiều chuyện về Bốn Sòn, nhưng những cái điều tiểu tiết thì em không nên nói với cô chú anh chị, những cái tiểu tiết thì em không nên nói. À, ở đây á, thì em thấy có một cái dòng tin nhắn mà giống như cái kiểu như là lên muốn tẩy chay tài 66 như cô chú anh chị, mà cái dòng tin nhắn này á, là của một em, theo em được biết là của người nhà của anh Bốn Sòn lên giống như dẫn dắt dư luận để tẩy chay tài 66 và cũng như là lên chửi tài 66, lên khinh miệt tài 66. Và cái dòng tin nhắn này có nói như thế này nè: tài 66 xấu xa, cái clip của Le Le nói Bốn Sòn lâu rồi, từ tiệm xăm đầu tiên chị theo dõi cái drama này từ đầu chị hiểu, vậy mà ác thừa nước đục thả câu, đem clip cũ ra bêm người ta ác, từ ngày sang vào cái drama chưa hại Loan và ai cả, sang chị có lỗi thiếu nghĩa khí với Ni thôi chứ chưa hại ai. Cái dùng từ thiếu nghĩa khí thì em nghĩ là nó cũng chưa đúng đâu cả nhà, không phải là nghĩa khí mà là phải dùng cái từ là vì mình, vì bản thân, vì lợi ích của mình ha. Người ta lên bêm Ni, bêm Loan rất là nhiều, nhưng anh cũng không có một động thái nào hết trơn, anh cứ im lặng, anh im lặng mãi. Mọi người kêu là nhiều khi mọi người nói tụi tại sao anh là một người gọi là xăm hình, người anh đầy hình xăm, đầy vết mực, nhưng mà anh lại không dám nói một lời nào, trong khi những YouTube quèn của tụi em á, lên ủng hộ và lên có tiếng nói, và cũng như là mọi người ai cũng có tiếng nói để gọi là ủng hộ, còn anh thì lại im lặng vì lợi ích bản thân của anh thôi, chứ không phải là thiếu nghĩa khí đâu. Nghĩa khí thì em nghĩ chắc anh cũng có đó, nhưng mà anh vì lợi ích bản thân của anh nhiều hơn. Rồi tiếp theo cái dòng tin nhắn này có nói như thế này: còn tin nhắn lộ ra chị đọc thấy sang, chị có ý tốt, còn Bốn Sòn đi gặp Thủy Le, vợ con biết ngay lúc mà Bốn Sòn ngồi trên xe, vợ con Bốn Sòn điện năn nỉ,
Bốn sòn khóc quá nhiều, kêu gọi bốn sòn nói chuyện đàng hoàng, không làm bậy. Có gì là em và con sẽ khổ đau. Anh bốn sòn rất yêu thương vợ con nên bốn sòn dằn lòng nói chuyện cho rõ, chứ không như là những lời tài sáo sáo. Tài sáo sáo xấu xa là một YouTuber xấu, nói không đúng sự thật. Thật là chị khinh cô chú anh chị đó. Thì dùng những cái tờ lời dẫn dắt như thế thì cô chú anh chị thấy không? Em đâu có nói gì thêm nói bớt đâu cô chú anh chị. Sự việc như thế nào thì em nói như thế ấy, em thấy rõ ràng mà cô chú anh chị. Le Le cũng đã nói, bốn sòn và Le Le là người chị em xã hội từ trước tới giờ vẫn không thay đổi mà, đúng không cả nhà? Trước đó thì vẫn trước khi mà Le Le vào á, thì cô chú anh chị mình thấy không, là trước đó thì cũng chơi và sau khi Le Le rút thì cũng chơi và sau đó thì Vũ Le nó mới rút và quay xe, thì rõ ràng không cả nhà, vẫn chơi. Và bốn sòn cho rằng á là mọi người để ý, bốn sòn không có chơi với ai là sẽ không có chụp hình với người đó. Cái điều đó thật sự không có thuyết phục nha cả nhà, không có thuyết phục tí nào cả. Đâu có phải là không chơi là không chụp hình, mình có thể chơi mà mình không thích chụp hình là chuyện bình thường thôi, không có gì hết trơn á. Mình không thích chụp hình, không thích chụp ảnh chung là chuyện bình thường, nhưng mà mình vẫn chơi là chuyện bình thường, không có gì cả nha. Mình dùng cái anh bốn sòn mà dùng cái câu đó thì thật sự không có thuyết phục ha. Và cũng như nói là khinh, khinh tài sáu sáu, cái chị đây chị nói là chị khinh tài sáu sáu, chị tên là Ngọc Thanh Phạm. Theo em được biết á, hình như là chị này là người nhà của anh bốn sòn, và lên chị dùng cái dòng tin nhắn này nè rất là nhiều, chị copy rồi chị paste vào những cái video của em, một cái nào cũng có ba bốn cái, ba bốn cái video của em để cho cộng đồng mạng thấy được cái bộ mặt xấu xa của thằng tài 66 của chú anh chị. Và chị lấy dòng tin nhắn này nè, chị gửi đi những anh em YouTube mà chị này quen biết nè, và cũng như là chị gửi lên trên tin nhắn riêng á, của YouTube đó cả nhà, để làm gì? Để chia rẽ anh em YouTube của chú anh chị đó. Em nghĩ chị ơi, mình đừng có nên chơi như vậy ha, mình đừng có lên nên như vậy. Cho dù chị có nói như thế nào đi chăng nữa thì sự thật nó vẫn mãi mãi là sự thật. Bây giờ em cũng đã nói một câu rồi, bây giờ anh bún xoàn gặp chị Ni, chị Loan hay là trong tem đó hợp lại, mà em nghe được chị Loan chị Ni hoặc là trong tem nói anh bún xoàn là ảnh không có gì hết, mọi người đừng tấn công và đừng bêm ảnh nữa, thì chỉ cần nói như vậy thôi, mọi người ơi hãy dừng lại, ví dụ vậy đi. Thì em tin chắc rằng những lời nói của chị Loan và cũng như là chị Ni sẽ là cái gì đó thì không giúp cho anh là không quay xe và anh cũng không đi hai hàng. Thì em sẵn sàng lên clip em xin lỗi anh liền, em lên clip em xin lỗi anh liền đó. Tại vì anh cũng đã từng xin lỗi một YouTuber đúng không? Anh cho rằng là YouTuber ủng hộ Hồng Loan, anh tẩy chay người ta, anh kêu gọi tẩy chay người ta, anh nói người ta là nói sai sự thật này kia nọ, thì anh cũng có lỗi đúng không? Anh cho rằng là anh nói như vậy anh cũng có lỗi, anh xin lỗi người ta được. Thì em cũng vậy, nếu em nói sai em xin lỗi anh. Nếu chị Loan chị Ni mình lên bài đi, lên bài đi, Linh Tý Bích Trâm lên bài đi, hoặc là trong tem đó ai lên bài đi, em nghe được em thấy được em sẽ xin lỗi anh Sang, em xin lỗi anh bốn sòn liền cho chị vừa lòng ha. Chứ còn em á, thì cứ một thẳng một đường mà đi, ủng hộ Hồng Loan, ai đến vì phụ lợi, ai đến mà gọi là dùng vì cái lợi ích cá nhân của mình á, mà không có gọi là đứng ra để ủng hộ, mình cứ im im lặng lặng vậy hoài á, thì ai mà chịu cho được cô chú chị? Vậy đến làm gì? Đến với Hồng Loan làm gì? Đến vì lợi ích cá nhân, vì những cái tiệm của mình thôi chứ đến làm gì? Em cũng đã từng nói tốt anh rất là nhiều, em đã từng gọi là PR quảng cáo những cái gọi là tiệm của anh rất là nhiều. Những cô chú anh chị cũng hỏi em về địa chỉ của anh rất nhiều và em chỉ tường tận đến cái tiệm của anh luôn. Em đã từng yêu thương và ủng hộ anh cũng rất là nhiều, nhưng anh cũng làm cho em thất vọng rất là nhiều, vì những cái lời nói của anh không thuyết phục thì em phải nói thôi. Tại vì ai? Vì sao? Vì em ủng hộ Hồng Loan. Cô chú anh chị mình trách em vì sao em nói đi nói lại về cái chuyện của bốn sòn hoài á, thì em chịu. Nhưng vì em quá bức xúc về cái câu nói của cái chị này, mà cái chị này á, thì em được biết chị là người nhà của bốn sòn, cô chú anh chị, một người nhà của bốn sòn, thì đúng đáng lẽ ra con gọi bằng cô, đáng lẽ con gọi bằng cô hãy dừng ngay cái việc này đi, cô đừng có xen. Cô nếu mà cô biết á, thì thôi cô khuyên anh bốn sòn là dừng lại, và cũng như là nếu mình không mình không có gọi là không có giải quyết được vấn đề á, thì mình dừng lại và cũng như là đừng có như vậy nữa. Mình càng làm là em thấy càng sai, tại vì những việc làm từ 2 ngày hôm nay của anh bốn sòn đều sai hết ha.
Đầu tiên sai ở cái chỗ á, là anh lúc mà anh đi tiệc cưới á, anh cũng có nói là anh tự đâm gì đó, là tự nhiên anh thề thốt lên làm gì, à, anh thề thốt lên làm gì. Nhưng mà thôi, cái việc đâm gì đó thì em nghĩ là nên cộng đồng mạng bỏ qua cho anh, à, bỏ qua cho anh và đừng nhắc gì nữa, à, coi như đó là một cái sai, à, hay là anh thề thốt cái gì đó thì cái sai. Còn nếu trường hợp mà gọi là anh nói là hình như em còn nhớ anh nói á, là nếu anh rời đâm á, thì anh sẽ tự đâm mình 3 cái. Vậy thì anh đâm 3 cái thì chắc chắn là anh chấp nhận mình là anh rời đam đúng không? Anh rời đam anh mới đâm, thì em nghĩ là anh đừng ha, anh đừng, và anh suy nghĩ lại vì vợ vì con của anh ha. Em cũng rất là thương anh chứ không phải em thương anh đó, nhưng mà do bức xúc cái tin nhắn của cô này quá, cổ khinh em quá, và cổ dùng cái dòng tin nhắn này à, cổ gửi đi khắp nơi mà gửi đi rất là nhiều YouTuber quen để gọi là hòng kêu gọi tẩy chay tài 66. Vì tại 66 nó đúng quá hay sao mà kêu gọi tẩy chay. Cô chú anh chị mình nhìn vào thì cũng thấy rồi, tài 66 không có ăn tiền của bốn sòn, không có mượn tiền của bốn sòn, và cũng như là không có làm gì của bốn sòn hết. Tài 66 cũng không có sợ đâu ha. Khi nào mà em ăn tiền, em mượn tiền, em xin tiền đó, thì em mới sợ ha, em mới sợ có lỗi. Còn đằng này em không có làm gì trơn á, thì em cũng không có ngại ngần gì mấy chuyện đó, có sao thì nói vậy thôi đúng không cô chú anh chị. Cả nhà mình trách em, cái video này thì em cho phép em thẳng thắn một chút xíu, cô chú anh chị mình trách em nói sao nói đi nói lại về cái chuyện bốn sòn hoài, thì mong là cả nhà mình hiểu ha. Do cái câu này cô nói cô khinh và cũng như là dẫn dắt câu chuyện quá ha. Mình hãy nhìn mình, còn người nhà thì mình bên người nhà là chuyện chuyện cái đó là chuyện không thể rồi ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ. À, ai làm hại Hồng Loan thì em sẵn sàng ủng hộ và cũng như là em sẽ lên bài nha cô chú anh chị ha.